Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Nát Trưởng Sở Ta Đây OK. Và trước hết là mình chúc toàn thể anh em có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thương nhé. Trong trận đấu này thì mình sẽ bắt con công để quẩy ngộ không vô cùng rực rỡ cho anh em cùng xem. Hy vọng là đây là một trận đấu khá là mạn nha anh em ơi. Đấy, chú khỉ ngộ không của chúng ta, hay còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh Đại Ngáo, ấy lộn, Đại Láo Thiên Cung, ngày hôm nay sẽ gọi là chán nản với lại sư phụ rồi, từ bỏ sư phụ cùng với lại các huynh đệ của mình, thay vào đó là sẽ đi đá đưa, đi giết mạng em ơi, giết người. Ok, vì đồ đi rừng con này mình sẽ để bên dưới clip nhé. Với lối trang bị này thì việc anh em tiễn AD với lại pháp sư về trời một cách rất là nhanh gọn anh em ạ, chỉ cần gảy nhẹ thôi là có mạng rồi. Đó, tiễn các bạn ở chầu Diêm Vương một cách rất là nhanh chóng. Nếu mà không về thì mình cũng báo cho Diêm Vương gạch loại bỏ đi danh sách các bạn ở các thí sinh may mắn anh em ạ. Đấy, mình có anh em đồng hương với lại Diêm Vương mà. Đấy, đồng hương rất là nhiều, cả với lại Long Vương nữa, rất là nhiều luôn. Và mình sẽ chú tâm vào việc farm quái đi anh em ạ. Đó, tu luyện trong rừng sâu thăm thẳm. Đó, tích lũy thêm tí kinh nghiệm cũng như vàng bạc châu báu để tí nữa có đồ đánh nhau cho có khỏe. Rồi như vậy có trước cuộc chiến tranh nổ ra. Nakaroth đang múa may quay cuồng rất là nhiều rồi, ulti các thứ con đà điếu. Trời ơi thôi thả mình bạn ơi. Trời ơi đừng nóng máy mà táy bô gì. Trời ơi. Như vậy là một pha nghịch ngu đánh đu với đây, khiến cho ba thí sinh team mình đã gọi là nằm úp mặt hết vào sông quê rồi. Còn lại mỗi thanh niên Van Uyển là một người sống sót đó. Có thể nói đây là một thí sinh khá là may mắn anh em ơi. Rồi, sau những pha nghịch ngu rồi, bây giờ mình sẽ không dám máu chiến nữa. Mình đã nói cấp 40 ganh rồi mà cấp 3 mà đã máu chiến rồi. Đấy, có ai chú à một pha xử lý nỗi thôi. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình tu luyện trong rừng sâu như anh em. Đấy, khi mà anh em thọt anh em phế thì chỉ có tu luyện trong rừng thôi, chứ mà đi gọi là la phít mạng nữa thì thôi, team làm sao mà gánh được. Rồi như vậy là hồng rồng hắc ám đã bị hạ gục và thay vào đó này tiếp tục ăn siêu việt em ạ. Nakaroth trong trận đấu này quá là xanh rồi, xanh chuối vãi trưởng ra, mà đặc biệt là món chuối là chú khỉ này rất là thích em ơi. Đó, rất là thích luôn. Đó, farm đi rồi, farm vẫn đang farm đấy chứ bạn ơi, chứ mình có dám hổ báo đâu. Có mỗi pha đầu và team các bạn đánh nhau là mình nên mình đáo ganh tí, chết oan một mạng em ạ. Đấy rồi, đường mid của chúng ta đó chính là vị tướng Tulen. Tulen đi gặp với lại Khaleesi, chắc là sẽ hành được thôi. Bên top thì có Arthur và FB thì có Van Uyển với lại Kred. Mà chưa chi FB đã nát bét rồi anh em ạ, bét bền bẹt rồi. Thôi, đấy tiếp tục lên cuộc hành trình đá đưa rồi. Đó, mình đã nhìn thấy bóng dáng Whit ở đây. Và như vậy là có một pha giao tranh đó, ulti một gậy này, hai gậy là chết tươi đói đói hơn. Đó, rồi mạng đầu ngon ngọt bồ đẻ mút chun chụt cho mình, thơm quá đi, tiện là thơm quá đi, cả na cốt nữa bạn ơi, bạn hơi bị ảo tưởng rồi. Rồi rồi, chạy rất là nhanh em ạ. Đó, với lại khả năng cơ động của na cốt thì có mà thánh đuổi. May ra là mình sử dụng cái chiêu phân thân của mình đuổi được, nhưng mà tầm này mình chưa mạnh lắm. Có chú khỉ vẫn chưa mạnh lắm, cần phải trau dồi thêm tí sức mạnh nữa. Rồi rồi, na cốt này bạn ơi, trời ơi không hiểu sao mà như kiểu na cốt chạy như hách em ạ. Đó, chạy rất là linh hoạt, một phát gọi là bay lên 8 thước, gọi là 300 km trên một giờ, khổ lắm cơ. Đấy thì mình sẽ tiếp tục ăn nính thôi anh em ạ. Bên đường Arthur thì Arthur đang thủ trụ rất là chắc, hình như là con đang có cuộc gọi là 3-1 anh em ạ. Đấy, 3-1 thì không chột cũng que, và chắc chắn là đó, chú Zephyr đã phải lên bản fit rồi. Đúng là Zephyr các bạn, chuyên đi fit mạng thần trưởng. Đấy, từ nãy giờ là mình vẫn đang tích cực farm quái anh em ạ. Đó, tích cực quay tay vận may sẽ đến. Mới được 1-1 thôi, vẫn chưa phải gọi là xanh chuối lắm. Rồi rồi, như vậy là có 3 thí sinh ở đây. Team các bạn đang bắt lạt team của mình. Rồi, mình sẽ bảo kê đây bạn ơi, ulti đập chết đôi này. Rồi rồi, thôi tôi đùa đấy. Đó, bật ulti tàng hình chạy thôi, chạy ngay đi trước khi thôi. Đấy, và đây là một trận đấu buổi sáng em ạ, một trận đấu rank buổi sáng, cho nên mình cũng không gào thét to được, anh em thông cảm nhá. Đấy, những anh em nào mà luôn quan tâm gọi là âm thầm bên mình thì hãy để lại cho mình một trái tim cũng như một like bên dưới nhá, mình cảm ơn rất là nhiều. Như vậy là trụ các thứ nó cứ bị bào mòn hết rồi, làm sao mà chiến thắng nổi cái trận đấu này đây. Đó là một chuyện gọi là gánh team của một bạn bất kỳ. Hy vọng đây là một trận đấu mình gánh team anh em ạ. Đấy, team mình thì mới ăn được 2 mạng thôi, mà team bạn thì ăn được 5 mạng rồi.
và bào đi khá là nhiều trụ. Không biết là có trụ nổi không, ulti này. Rồi luôn một gậy mất khá là nhiều máu. Và như vậy là một gậy này, hai gậy này bạn ơi. Có ngay hai mạng, thơm quá anh em ơi. Ba mạng đấy chăng, rồi triple kill. Mình vẫn đang sống sót, mình vẫn đang tự tin khoe cá tính và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Rồi Wataki anh em ơi. Anh em ơi, trời ơi, Megakin của tôi đâu? Ông Nakoroth đâu? Ra đây đi xem nào. Wataki này anh em ạ. Phải chăng đây là một pha lật kèo anh em ạ? Cố lên anh em ơi, cố lên các bạn trẻ ơi. Thôi 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 về đi. Đem bạn ra hết một loạt rồi. Trời ơi, một pha sống sót quá là ngon anh em ơi. Mình ăn water kill mà máu mình vẫn còn khờ khớ. Rồi, như vậy là cờ đét. Trời ơi, bật ulti bay vào trụ làm cái gì? Bạn làm cái gì? Rồi luôn, bạn chạy đi đâu? Có mà chạy vào nồi huyền thoại ngay cho mình rồi. Thay vào đó, mình có chạy được không? Đó, mình vẫn đang chạy. Đó, bye bye. Bye bye. Rồi, bye bye bạn kia nha. Mấy bạn kia rồi ơi, lần lượt lên bảng đếm số hết rồi. Truyền thuyết ngay cho Nakaroth đi em ơi. Đó đúng là chú Nakaroth. Trận đấu này thì bạn ấy đúng là gánh tem thật rồi anh em ạ. Và không sao, mình vẫn gọi là bình tĩnh đó. Bình tĩnh trong mọi tình huống và huống tình trong mọi bình tĩnh. Rồi 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 rồi, vừa nói gọi mồm. Trời ơi, lâm tặc trộm chó giữa ban ngày anh em ạ. Mới sáng ngày ra mà. Trời ơi, con bùa cũng không được ăn anh em ơi. Mình rất ghét những cái trường hợp mà bị cướp anh em ạ. Đó, buồn lắm cơ. Nếu mà cướp thì có tem mình ở đấy thì mình mới có cơ hội để mình cướp lại. Chứ không thì thôi mình cũng chịu. Đó, Ngộ Không máu rất là mỏng. Ngộ Không chỉ có cái chiến thuật bắt lẻ là rất là hợp lý. Và về lết thì cũng chả phải sợ ai em ạ. Bởi vì một gậy của nó cứ vậy gọi là mắc là thốn luôn. Đấy. Rồi thì mình sẽ cùng ông Van Huyền lấy đi cái pha đám lính này. Và sau đó là tiếp tục farm quái thôi. Đấy. Bởi vì bây giờ là nhảnh nó cái là bị tem bạn bắt cho nên mình cũng không dám đi ra ngoài nan nhiều. Nan thấp lính thì mình mới farm thôi. Rồi rồi, tu lần lại bị bắt rồi. Thôi về bạn ơi, tem bạn đang có rất là nhiều. 5 thành viên tem bạn đang úp sọt trên này rồi. Rồi, đó mình đã tăng hình. Và như vậy là đập nè. Trời ơi, một đập này, hai đập này. Rồi ôi, mất khơ khớ máu anh em ạ. Anh em thấy gì chưa? Với lối trang bị như thế này thì đấy, mới cái tầm cỡ này mà vụt đã như vậy rồi thì tí nữa tem bạn làm sao mà chống cự được. Chắc chắn là sẽ sấp hết mặt hết một loạt thôi. Thôi về đi, về đi, về đẩy cao quái đã. Chứ đừng ham đánh nhau. Đánh nhau cái tầm này là tem mình không địch được đâu. 7-13 anh em ạ. Đấy. Tỷ số của mình hiện tại đang là 6-2. Cũng khá là ok đấy. Rồi rồi rồi. Rồi này. Chém này. Đó, chém. Đó. Cứ mỗi phát chém là 600 đam, 1000 đam, úi dùi 3200 đam. Rồi chém chay, chém đập gậy. Rồi, một gậy này ngộ. Nakoroth ơi, rồi ôi choáng xịt kìa bạn ơi. Vẫn đập này, vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mình sợ bạn quá cơ. Đập đi bạn ơi. Thôi 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 thôi, tôi hết máu rồi. Thôi về các bạn ơi, thổi thổi, không có mình ở đấy là không đánh được đâu. Về đi, trời ơi, cờ rét mổ báo cáo trồn quá anh em ạ. Và thầy như vậy là thanh niên đã nằm sấp mặt rồi. Đó, úp mặt xuống đất, đó ngước nhìn bầu trời mà ẩn đời vô đối. Hận tem bạn làm sao mà có thể đánh đau vậy. Thôi thôi, một gậy này bạn ơi, hai gậy này bạn ơi, thôi thổi thổi thổi. Sau khi tiễn đưa cụ Sweet à. Đó, Sweet về trời thì mình cũng gọi là từ bỏ cuộc chơi. Đó, sấp mặt ra rồi. Đúng theo cái kiểu phong cách gọi là đánh bom liều chết của IS anh em ạ. Sau khi giết mạng thì tự tử. Trời ạ. Vãi trưởng luôn. Và đi bên thì tem mình vẫn đang tỉ mỉ farm quái nhìn em. Đó. Rồi ông Cred ơi, bớt fit lại đi. Trời đã 0-5 rồi. Đó. Mặc dù ông này FB đấy nhưng mà fit từ từ đi anh em ạ. Đó, bảo chết vì AD cũng được nhưng mà chết ít thôi. Chứ fit vậy là đánh làm sao được. Thôi Van Huyền về đi bạn ơi. Đấy, một gậy này. Ở cái tầm cỡ này thì Ngộ Không farm quái rất là nhanh anh em. Mỗi phát chém chay 1500 đam rồi. Đấy, chưa tính khi mà anh em lộn. Đó, một gậy. Rồi đây này, mình sẽ gọi là thí nghiệm cho anh em cùng xem. Đấy, tàng hình này. Ôi dồi ôi, choáng rồi. Trời ơi, hai gậy này, ba gậy này, bốn gậy này. Rồi luôn. Như vậy là lại một pha nghịch ngu đánh đu với đời rồi. Lại sấp mặt rồi. Đấy, trận đấu này chết khá là nhiều mạng em ạ. Cũng phải thôi anh em ơi. Bởi vì máu mình khá là mỏng. Mà không có ông bảo kê thì thôi cũng chịu. Đấy. Anh em ơi, hãy like. Hãy like để mình hồi sinh mình đi cái xem nào. Đấy, like.
like để ủng hộ mình, hồi sinh để chiến thắng cái trận đấu này. Cảm ơn. Rồi, đấy, Zephyr vừa tiên ông chồng củ cải rồi này, chạy ra. Thôi về cá ơi. Cá ơi, cá mú gì đây? Trời ơi, cứ nên bán vậy không biết. Đó, bây giờ mình sẽ nói chat là tanh lao lên. Đấy, chứ đừng có để AD các thứ lên đỡ đòn cho xúc bọt nữa thì thôi đấy. Hiện tại là Crest đang đầy lộ rồi. Đấy, úi giời ơi, King Kong đã bị hạ gục. Anh em thấy gì chưa? 10 chết 18, King Kong đã bị hạ gục. Không biết là có thắng được không? Đấy, đây là một, mình mong có một phép màu nào đó để cho mình một vụt một mạng, có thế thôi. Bây giờ mình cứ chỉ cần là một vụt chết Nakot là mình có thể chiến thắng được rồi. Hay là giết được Khaleesi cũng như Sweep. Đấy, mình mong có một phép màu. Rồi, Nakalot đấy, thám thính như kiểu một nhà thám thính em ạ. Ngượt ngượt các kiểu là điều. Rồi, Crest bật ulti rồi. Và có một pha gọi nuồn nuồn nách đánh võng ở đây. Đó, nắc cái mông để giống con công đây rồi. Mẹ ơi, con có gà ăn rồi. Có gà ăn rồi. Đó, trời ơi, một phát này rồi. Hạ gục được Nakot anh em ơi. Thôi mình chuẩn thôi. Đói ăn được Nakot là quá là mừng rồi. Tưởng không ăn được bạn nào mà sấp mặt ra đấy thì thôi khổ thân tôi. Mà ăn được thì ngon rồi, quá là ngon rồi. Ngon ngọt bùi rẻ, mút chùn chùn rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ biến về thôi nhanh nha. Đấy, trở về thôi. Không biết là tem bạn có lấy được hết trụ không. Từ từ thì các bạn ơi. Các bạn nóng máy là tái bô gì đấy. Và mình không có cơ hội chiến thắng đâu. Ồ. Mong có một phép màu đây. Rồi. Nuốt nách đồng vong. Này thì Sweet này. Ulti 1 gậy, 2 gậy, 3 gậy này chết luôn. 4 gậy này. Gậy này. Sấp mặt các bạn ơi. Thôi thôi đùa đấy bạn ơi. Đấy, hai thí sinh ở đấy thì mình làm sao mà mình dám băng được. Từ từ đấy các bạn ạ. Hiện tại mình đập rất là đau anh em ơi. 3.200 đam mà vẫn chưa mắc đồ đâu nhá. Ý nó mắc đồ thì cứ phải gọi là 4.000 một phát thì em bạn làm sao mà chống cự được ấy. Rồi, tiếp tục farm quái thôi. Đó, farm hết các nguồn tài nguyên cho mình. Không để cho một con quái rừng là xuất hiện trên bản đồ cả. Đấy, chim thuộc về mình, con chim chim cu cu. Đó, chim chim cu cu và tiếp theo đó là ăn rơi quỷ. Rồi, núp ở đây đi. Núp các bạn ơi, núp thôi. Chứ đánh nhau là chết đòn đấy. Bây giờ mà thua cái, bây giờ mà bị mình chết cái là tem thua luôn. Bởi vì anh em cũng biết rồi, mình là chủ lực của tem mà anh em. Có mỗi một gậy thôi mà tem bạn đã sấp mặt ra rồi. Đấy, cho nên từ từ thôi anh em ạ. Đó, cứ từ từ thì ngoài mình nhừ và bình tĩnh. Đó, chứ đừng nóng máy. Rồi, một đập này bạn ơi, hai đập này. Này thì ba đập này, bốn gậy này rồi luôn, không có gậy thứ tư. Đó, sấp mặt ra rồi. Và có lẽ là clip kết thúc rồi anh em ạ. Trời ạ, tem mình sấp mặt hết một loạt rồi. Nakot đang đuổi. Rồi, Tulen rất là hay. Vừa né skin vừa dồn sát thương, khá là đặc biệt. Rồi, ulti và như vậy là có mạng double kill. Rồi, vẫn chưa thua được. Cố lên, cố lên tem ơi. Đó, cái tầm phút nay mà gánh tem được, gọi là lật kèo được, nó mới gọi là hay. Cho nó không như những cái trận đấu khác anh em ạ. Đó, 10 năm rồi. Trời ơi, trận đấu này cũng khá là fit mạng. Không biết là có thắng được không. Rồi các bạn ơi, đừng đẩy trụ nhà mình. Đừng mà bạn ơi. Cái em Malice ơi, bé bỏng dễ thương của mình ơi. Từ từ nhá. Từ từ rồi, ulti cân hết. Một mình cân hết. Hai gậy, ba gậy này. Đó. Rồi thôi xong rồi. Trời ơi, Zephyr làm chậm khổ quá anh em ạ. Rồi lại một pha úp mặt vào sông quê rồi. Đó. Thôi thì mình chết thì mình cũng ngắm nhìn đồng đội của mình. Chinh chiến anh em ạ. Đó. Mặc dù là mình đã ra đi nhưng mà cái việc cổ vũ động viên team mình vẫn là một việc rất là quan trọng nhỉ nhá. Anh em nào mà bị chết thì có thể chat một câu cổ vũ chẳng hạn. Ví dụ cố lên team, chứ đừng có chửi team nhá. Chửi team là lúc team thua thì cũng chả ai làm được cái gì. Đấy, bực tức làm cái gì cho nó nóng tính lên. Đó. Anh em cần rèn luyện những cái gọi là cái bé nhỏ nhất có thể. Không nên chấp vặt làm cái gì. Đó. Team trận đấu cũng phải có thắng có thua anh em ơi. Rồi, như vậy là có chiến tranh nổ ra đây rồi. Nakot đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Và mình đang luồn nách đánh võng. Một gậy này chết đôi. Úi giời ơi, anh em có thể thấy gì chưa? Anh em vừa đang chứng kiến một pha gọi là sốc đam vô cùng kinh thởm anh em ạ. Rồi, Nakot chạy đi đâu? Có mà bạn chạy vào nồi nhé. Rồi, bạn chạy đang cố gắng nỗ lực phấn đấu để chạy cái pha này. Nhưng mà bạn ơi, đó, ý trời đã sắp đặt rồi. Bạn sẽ phải nằm úp mặt ra rồi. Đấy, và chính thức là trận đấu đã được lật kèo.
Bây giờ thì mình sẽ gọi là từ từ bình tĩnh lên để đẩy trụ cũng như chiến thắng đấy anh em ạ. Rồi, có một pha chửi nhẹ đến bạn Nacot, nhưng mà thôi, trận đấu nó cũng tạm dừng kết thúc đấy anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy clip này hay, ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như một chia sẻ nhá. Mình cảm ơn rất là nhiều tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã cho động lực mình. Mãi yêu tất cả các bạn. Đấy, tôi yêu tất cả các bạn. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.